Đây là bánh khọt mà ngoại mình đã làm. Nghe lại nó. Ôi. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV nha. Hôm nay thì mình muốn dành tặng cho cả nhà thêm một cái món ăn nữa. Mình muốn gửi tặng cho cả nhà cái món cá lóc để mình chiên tại, mình nướng tại nhà chứ. Lột bánh tôm mình tính chi, giờ mình muốn nướng nha. Để mình nướng ngay tại chỗ nhà mình coi thử nó ngon nào nha cả nhà. Nhưng mà không phải cá lóc nướng chui nha. Trước khi nướng là mình sẽ tặng cho cả nhà một cái đoạn video của bà ngoại mình đang làm bánh xe, bánh căn này nè. Bánh thọt, cái lộn bánh thọt. Đây là bánh khọt mà ngoại mình đã làm hoàn thành nha cả nhà. Tuy không bằng ở quán nhưng đây là chỉ thưởng thức ăn cho vui miệng nha. Sao thấy ngon không? Ngon. Ngon thiệt á. Sao cái này ngon thấy không? Ăn gì nhé nhỏ xíu đi. Bự quá ta, chỉ cần thử con đó thì chị. Ký không gì? Bự cho nó ngon. Không mà ký không mất tiền. Nghe lại nó. Rồi luôn. Đủ ký luôn. Giờ đủ ký luôn kìa. Vậy 90 đúng không vậy? Ừ, hên quá. Giờ đủ ký luôn. Đủ mấy. Con này ăn đủ rồi ha. Dư. Ăn đủ cả nhà. Ngon. Chắc có con bự hơn đó chị. Có con hồi sáng con tới ký 3 cân. Vậy hả? Mấy con sáng hả? Ừ, vậy là con này, vậy là có con này là bự thôi, bự rồi nè. Con này bự nhất. Đây, vậy là kìa. Rồi cả nhà ơi, mình cùng với mấy em mình mua được con cá lóc rồi nè. Đây là mình ăn sương sương vui vẻ thôi nha cả nhà. Giờ mình nướng thử coi cái mùi vị của con cá lóc này làm sao nè. Mình nghe cá lóc nuôi quá. Chứ cá lóc đồng chắc mắc lắm. Rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ rửa cái con cá lóc này lại nha. Ồ, quá bự luôn cả nhà ơi. Siêu to. Ui, ghê mạnh ghê. Nó mạnh quá. Mạnh lắm em. Nè. Ui, mạnh. Nó mạnh. Đó, thấy nó mạnh ghê không? Vô đây là ba đem mình ăn đủ ha. Anh làm thì cũng có chấm. À cả nhà ơi, mình cùng với mấy đứa em mình sẽ thưởng thức cái món cá lóc nướng nha. Để mình cuốn bánh tráng nha cả nhà, với lại mình chấm nước mắm nha. Sẵn hôm nay thì bà ngoại mình cũng có làm thêm một cái món đó là bánh bánh thọt. Tính là bánh xèo mà thôi, nghĩ lại làm bánh thọt cho ngon. Giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, mình chờ than nó chín đi. Rồi mình bắt đầu nướng nha, mình sẽ lấy than để cho củi thành than đi rồi mình nướng như vậy nó mới ngon nha cả nhà. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nướng cá lóc nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ chờ cái con cá lóc này nha. Hôm nay hy vọng là mình sẽ có một cái món cá lóc thật là tuyệt vời và ngon cả nhà. Cũng bánh tráng luôn. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá lóc nướng này nha cả nhà. Mình không có nướng chui như ở trong đồng trong ruộng của mọi người được, thì mình sẽ nướng kiểu này để cho cả nhà cùng thưởng thức xem ha. Bây giờ mình sẽ cuốn ăn thử với rau trước nha, rất là ngon. Mình cũng có mua bánh tráng nữa. Thường thường mình ăn cá lóc này là mình sẽ cuốn với rau và ăn sẽ ngon hơn. Cả nhà nhớ lừa xương ra nha, lấy xương ra rất là ngon nha cả nhà. Nó dai dai, ngọt, thịt rất là ngon luôn. Cá lóc mà cả nhà biết rồi, nấu cháo nó còn gì bằng, rất là ngon nha cả nhà. Cả nhà có thấy cái phần thịt ngay chỗ khúc xương này không? Rất là ngon nha, để mình ăn cả nhà xem nha. Đó, cái khúc này là chỗ này là cái chỗ cái lưng của nó, ăn nó dai dai sạch sạch ngon lắm cả nhà. Thịt cá lóc nó ngọt ngọt, thịt nó dai, ăn ngon thiệt á, quá đã luôn cả nhà ơi, tuyệt vời. Cái lóc này thịt nó dai dai mà
ngon. Lại cả nhà biết không, mình có lên mạng mình thấy một con cá lóc tới 6kg luôn cả nhà. Có gì cả nhà lên mạng xem thử nha, bự lắm. Nhưng mà còn nhiều loại cá lóc mà rất là bất ngờ nữa. Mời cả nhà nha. Rồi, ngon lắm cả nhà. Ăn thì mau làm đi đâu. Chấm với cái nước chấm rất là ngon cả nhà. Của nó mình nghĩ đây là cá cá rô không vậy? Cái gì ta? Cái lóc ngô không? Ngày cái lóc ngô với cái lóc là đồng nó dài ngon quá nha. Quá ngon luôn, ngon ha. Ngon ha. Thôi bây giờ cái clip của mình cũng đã khá dài rồi. Mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip hấp dẫn và vui hơn nữa nha. Đây là một cái phần quà nhỏ nhỏ để mình tặng cho cả nhà. Hôm nay mình thử thôi cái món cá lóc này nó ngon thế nào. Thử ra thì mình biết đem ra cá lóc đồng rồi, cá lóc đồng ăn nó dài với lại giá cả nó cao lắm nha. Thôi nha, làm cái nhà nha, bye bye.